Ok, và không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta đến với lưu ý đầu tiên ngay thôi nào. Và bây giờ tôi cần anh em ghé sát tai lại và nghe cho rõ này. Đây là lưu ý không thể quên mà anh em phải học thuộc lòng và nhớ mãi. Đó chính là nhớ like và subscribe cho Tokyo Camera để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Bị lừa rồi đúng không? Thôi không đùa nữa, chúng ta đến với lưu ý đầu tiên ngay thôi nào. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera Channel. Và tôi là Nguyễn Hoàng Phúc. Như những số nhiếp ảnh cơ bản trước thì chúng ta đã được học về những điều cơ bản ở trong nhiếp ảnh, bao gồm về cách sử dụng máy ảnh hay là những thông số cơ bản. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cung cấp cho anh em những lưu ý để anh em có thể có một bức ảnh hoàn chỉnh. Một bức ảnh hoàn chỉnh nhá. Ok, muốn biết gì thì vào việc ngay thôi nào. Ok, lưu ý đầu tiên mà tôi chắc hẳn là anh em nào cũng đã từng mắc phải rồi, đó chính là quên gạt nút AF, MF. Đối với những người mới thì việc của chúng ta chỉ là cầm máy lên và chụp thôi đúng không? Nhưng mà cũng chính vì thế mà chúng ta lại bỏ quên đi một chiếc nút có tầm quan trọng cực lớn như này. Trước đây tôi đã nhận rất nhiều câu hỏi giống như là: anh ơi, máy em lúc trước hoạt động bình thường nhưng mà bây giờ lâu lâu nó lại chụp bị mờ hoặc là bị ao nét. Thì ok, câu trả lời chính là đây. Ở trên ống kính hoặc là ở trên cài đặt máy ảnh sẽ có nút AF, MF. Khi chúng ta gạt nút AF thì lúc đấy chúng ta đã chuyển máy sang chế độ lấy nét tự động. Và lúc đấy máy sẽ tự động lấy nét vào chủ thể mà chúng ta sẽ không cần can thiệp gì hết. Nhưng khi chúng ta gạt qua chế độ MF là lúc đấy chúng ta đã chọn chế độ lấy nét tay, thì máy ảnh của chúng ta sẽ được lấy nét hoàn toàn bằng tay, giúp chúng ta có thể linh động trong việc chọn chủ thể hoặc là chụp ảnh có tiền cảnh mà không lo bị ao nét. Điều thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở cho anh em đó chính là đừng quên mang thẻ nhớ. Đây là một câu chuyện dở khóc dở cười. Khi mà mẫu cũng đã đến rồi, chuẩn bị hết tất cả rồi, make up các thứ, hiện trường cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, và việc của bạn bây giờ chỉ có cầm máy lên và chụp mà thôi. Nhưng mà bùm, không thấy thẻ nhớ đâu hết. Và thế là bay mất một buổi đi chụp hay là một buổi đi chơi mà không được chiếc hình nào hết. Hoặc là phải tốn kém để mua một chiếc thẻ nhớ mới. Đây là một việc mà tôi đã trải qua rồi. Và điều thứ ba đó chính là nhớ để ý lưu lượng pin. Pin là một thứ thiết yếu cho tất cả mọi thiết bị, đặc biệt là ở thời đại 4.0 bây giờ, cái gì cũng phải cần đến pin hết. Và đối với những bạn làm việc chuyên nghiệp, 2, 3 hay 4 viên pin luôn có trong túi, đó là chuyện bình thường. Còn đối với các bạn, những người vừa mới bắt đầu thì có vẻ những viên pin dự phòng vẫn chưa cần thiết đối với các bạn. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại chủ quan mang theo một chiếc đầu đầy ý tưởng, một đôi chân đầy năng lượng, nhưng lại với một chiếc máy ảnh không thể bật lên được. Điều cuối cùng mà tôi muốn các bạn lưu ý đó chính là việc nhầm lẫn giữa bánh xoay chọn khẩu độ và bánh xoay chọn tốc độ màn chập. Như các bạn đã biết thì ở trên đa số các dòng máy ảnh hiện nay, các thông số máy ảnh luôn được tích hợp hiệu chỉnh vào các bánh xoay nằm trên thân máy, và như thế sẽ có thể rút ngắn thời gian cho chúng ta trong các bước điều chỉnh thông số máy ảnh. Tuy nhiên sẽ có những nhầm lẫn mà chúng ta sẽ có thể dễ mắc phải, đó chính là điều chỉnh nhầm thông số này với thông số kia. Ở trên các dòng máy Canon thì bánh xoay nằm ở phía sau thân máy sẽ giúp chúng ta điều chỉnh khẩu độ, còn bánh xoay nằm ở trên thân máy sẽ giúp chúng ta điều chỉnh tốc độ. Còn ở các dòng Sony thì ngược lại, đây mới chính là điểm dễ nhầm của chúng ta. Vì thế nên chúng ta cần phải nắm vững để tránh những trường hợp gây ra những hậu quả đáng tiếc, giống như là đây, đây và đây. Nhớ nhé. Và vừa rồi là những lưu ý nho nhỏ mà các bạn nên nhớ để có thể hoàn thiện hơn về những kỹ năng cơ bản trong nhiếp ảnh, và đặc biệt là rút ngắn thời gian để có thể tạo nên một bức ảnh đẹp nhé. Còn bây giờ, video nhiếp ảnh cơ bản của Tokyo Camera đến đây là hết rồi. Và đừng quên like và subscribe cho Tokyo Camera để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.